Xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người mẫu phun sương mini của Hàn Quốc. Mình bị khô mũi vào mùa đông và hay hay khi ngồi điều hòa rất là khó chịu nên mình tìm mua cái mẫu này. Có khoảng 160 000 Mẫu này có dung tích là 230ml. Nó có hai chế độ phun. Phun trong 5 giờ phun liên tục như thế này Nó cứ phun này 5 giờ Còn chế độ phun full... Trong vòng 10 giờ thì nó Nhấn hai lần như thế Thì nó sẽ phun trong 10 giờ Tức là ngắt quãng bình có cấu tạo hai phần phần dưới là đựng nước trên là phần máy phun Một này có rất hay thế là có thêm đèn ngủ như thế này khi mình bật lên này, sáng bật chế độ tự động này thì đèn nó sẽ chuyển màu mà đèn đang chuyển màu các bạn đấy Nó quay thế này thì nó bị chói không nhìn rõ đang màu cam này các bạn muốn giữ cái màu thì mình sẽ ấn giữ một lúc khi mà nháy một cái thì nó giữ nguyên màu á cái này thì mình dùng thấy rất là hợp lý nên mình quay giới thiệu cho mọi người. Mình khô rất là khô mũi. Các bạn có thắc mắc gì thì xin vui lòng comment ở phía dưới giúp mình. Mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.